0 giờ 30 phút sáng nay vào ngày 4 tháng 4, khi đang ngủ say thì tôi cảm thấy có một cái vật gì đó đè lên người tôi. Theo phản xạ tự nhiên thì tôi mở mắt thì thấy một cái bóng đen đang đè lên tôi, và hai tay dùng giữ vai và cổ tôi. Tôi vùng vẫy xô đạp kẻ đó mà không được. Hắn đe dọa tôi là nằm im, không tao giết. Lúc này thì vợ tôi tỉnh dậy, thì hắn chuyển một tay sang vợ tôi, đè vào cổ, khống chế vợ tôi nữa. Vợ chồng tôi có vật lộn với hắn một lúc. Sau thì tôi khống chế được vợ tôi, lúc đó mới bật được điện và chạy mở cửa chi hô mọi người sang giúp đỡ, trói tên nạn nhân lại. Rất may là vợ chồng ông Hiệp đã được hàng xóm hỗ trợ kịp thời và khống chế bắt được đối tượng NTT 26 tuổi, trú tại xã Chư E Lang, huyện EK, giao cơ quan chức năng xử lý. Theo đó, do trời nắng nóng nên đêm ngày 6 tháng 4, gia đình ông Hiệp đi ngủ mở cửa trên tầng 2 cho thoáng và đối tượng NTT đã đột nhập theo đường này. Lúc bị bắt, trên người NTT có roi điện và bình xịt hơi cay.